Chào mừng các bạn đến kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những trùng hợp kỳ lạ trong vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng khiến nhiều người nổi gai ốc. Có những trùng hợp rất khó lý giải trong vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ở bộ phim truyền hình Trở Về Giữa Yêu Thương khiến nhiều người phải nổi gai ốc. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chính thức nghỉ hưu từ năm 2017. Trước đó, ông có 15 đảm nhiệm cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Trong thời gian làm quản lý, nam nghệ sĩ rất ít tham gia phim ảnh, phần vì quá bận bịu với công việc chung, việc riêng, phần ngại mình lớn tuổi nên không có nhiều năng lượng. Dẫu vậy, cái duyên, cái nghiệp của nghề diễn vẫn đều bám lấy Hoàng Dũng. Ở năm 2019, ông tham gia một lúc hai bộ phim, toàn những phim gây tiếng vang lớn như Về Nhà Đi Con và Sinh Tử. Trước đó, năm 2017, nam nghệ sĩ để lại ấn tượng sâu đậm với vai ông trùm Phan Quân trong bộ phim nổi tiếng Người Phán Xử. Vai diễn này đã mang lại cho nghệ sĩ Hoàng Dũng hàng loạt giải thưởng và những niềm hạnh phúc lớn lao không dễ gì có được ở tuổi 60. Năm 2020, nghệ sĩ Hoàng Dũng có tham gia tới 3 dự án phim, đó là Trở Về Giữa Yêu Thương, Hồ Sơ Cá Sấu, Gái Già Lắm Chiêu. Khi đang quay dở dang bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương thì nghệ sĩ Hoàng Dũng đổ bệnh rồi qua đời. Bộ phim này vì thế cũng được xem là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ tài hoa và đáng kính. Có một điều rất khó lý giải là vai ông Phương trong bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương có nhiều điểm rất trùng hợp với nghệ sĩ Hoàng Dũng ngoài đời thực. Trong buổi họp báo ra mắt phim, nam nghệ sĩ bộc bạch rằng ông Phương có nhiều điểm giống tôi ở ngoài đời, đều tầm tuổi tôi, đều là giám đốc và vừa về hưu được một thời gian ngắn, và đều là những người khi còn làm việc thì miệt mài với cơ quan, rất ít khi để ý đến công việc. Khi về hưu, có cảm giác mình như người thừa, rồi khi về nhà phải tiếp xúc với nhiều vấn đề của đời sống. Lúc nghỉ hưu, tôi cũng có cảm giác trống trĩnh như mình là người thừa và thường hay chạy lòng giống ông Phương. Kỳ khác ở chỗ, sau khi về hưu, tôi được đi làm phim nhiều hơn, không có thời gian suy nghĩ chuyện linh tinh như ông Phương. Một điều trùng hợp kỳ lạ hơn nữa là trong bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương, có cảnh ông Phương khi đang vui vẻ với bạn bè thì bất ngờ bị giãn dây chằng ở lưng phải nhập viện cấp cứu. Và chỉ mấy hôm sau, khi quay cảnh phim đó, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng đột nhiên bị đau lưng, đi lại hoặc vận động rất khó khăn. Căn bệnh này khiến ông nhiều đêm mất ngủ vì đau đớn. Ngay sau đó, ông nhập viện kiểm tra, chụp chiếu, tiêm thuốc, vật lý trị liệu, nhưng bệnh không thuyên giảm là mấy. Sau đó, ông đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cột sống ở bệnh viện Việt Đức, và khi mổ ra, ông mới phát hiện mình có khối u. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã qua đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 3 Tết Tân Sửu. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.